truyền thống tu chân, không hệ thống, sản văn, ủng hộ mang não độc, yêu cầu đơn nữ chủ hoặc vô nữ chủ giả, thận nhập. Bái kim bạn gái ngoại tình, sở mặt xuyên qua dị giới một tháng sau, lại mang theo tu tiên truyền thừa cường thế trở về. Dung mạo như thiên tiên danh môn giáo hoa, quyến rũ mạnh mẽ đương đại tô đắc kỷ, cao lãnh ngạo kiều tu tiên thiên tài thiếu nữ. Lần lượt trở thành hồng nhan tri kỷ của hắn. Lợi dụng tiên phương, Hắn ủ ra công luân tiên nhưỡng khiếp sợ toàn cầu. Có thể chữa ung thư, trì hoãn lão hóa, làm đẹp tráng dương. Khi hai mươi vị bệnh nhân ung thư, uống công luân tiên nhưỡng, cũng toàn bộ chữa khỏi về sau. Thế giới triệt để sôi trào. Rất nhiều thế gia cổ xưa, tài việt, không từ thủ đoạn tranh đoạt phối phương. Nhưng phái ra đứng đầu sát thủ, tông sư, đều ở sở mặt khôi lỗi thuộc hạ, trở thành hắn trung thành nhất tiểu đệ theo ám sát kéo dài cường giả thủ hà sở mặt càng tụ càng nhiều hắn sáng lập long ẩn cát lặng lẽ trở thành thế lực tu chân đệ nhất thế giới khiến các quốc gia kinh hãi sáng lập sở thị tập đoàn tài chính càng là thành tài phiệt lớn nhất toàn cầu đang lúc hắn quân lâm thiên hạ lại phát hiện một bí mật kinh thiên ẩn dấu thiên cổ chương một thần bí thanh đồng điện bạn đang nghe tại truyện chấm audio đầu óc tạm giữ 50%, lúc lấy về sẽ có cơ hội đạt được tuyệt sắc mỹ nữ, soái ca, mời đến trên đường phụ cận lĩnh, nam thần ký khắp nơi, nữ thần đánh bài khu, nhân duyên phù hợp điểm REFERENCES, tên bản tham chiếu. Thành phố Nam Hoa, may mắn đến căn hộ. Phòng 520. Chúng ta. Chia tay đi. Sở mặt nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, giọng nói bình tĩnh mà kiên định. Từ sau một trận cãi nhau lớn tối qua, lần đầu tiên trong ba năm qua, anh kiểm tra điện thoại di động của bạn gái. Sau đó, không hề nhắm mắt lại. Cô gái đang trang điểm, ném xong môi nặng nề lên bàn trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Chỉ là uống chút rượu với đồng nghiệp, về muộn thì sao? Người có xong hay không? Sở mặt lẳng lặng nhìn người phụ nữ mình yêu ba năm, càng nhìn càng chăm chọc anh chỉ muốn chia tay trong hòa bình không ép mình nói ra chuyện cô ngoại tình sao hắn hít sâu một hơi cố nén lửa giận mở miệng trần tuyết lịch sử trò chuyện của cô và trương hoa tôi đã xem qua cứ như vậy đi đừng ép tôi nói những lời khó nghe ngữ khí sở mặt đạm mạc cả người giống như được giải thoát nhưng thống khổ cùng phẫn nộ sâu trong đáy mắt lại bán đứng tâm tình của hắn bị người phụ nữ yêu ngoại tình đây là nỗi nhục nhã và đau lòng mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ. Nhưng hắn còn đang cực lực khắc chế. Hắn không muốn biểu hiện như một kẻ thất bại, lại càng khinh thường dùng đạo đức đi khiển trách đối phương. Trần Tuyết rất chột dạ, sắc mặt kinh hoảng, cuối cùng thẹn quá hóa giận rống lên. Sở mặt, ta đem tốt nhất thanh xuân cho ngươi, rồng đã lãng phí ba năm, ngươi thì sao? Cho tôi cái gì? Xe hơi hay biệt thự? em tin anh như vậy, anh lại nửa đêm nhìn lén điện thoại của em. Nếu không có tín nhiệm, vậy thì chia tay đi, coi như là tôi mù rồi. Sau khi nói xong, cô hung hăng ném túi xuống đất, bắt đầu lục lọi đồ đạc. Sở mặt đè nén lửa giận, nháy mắt bị nàng vô sĩ đốt lên, giống như núi lửa bộc phát. Ngươi thật đạp ngựa khôi hại, đều bên ngoài trộm người, còn có mặt mũi cùng lão tử nói tín nhiệm. Lão tử tín nhiệm, đổi lấy chính là ngươi bàn phát nón xanh sao chân đạp hai chiếc thuyền quyến rũ người đã có vợ bây giờ còn coi mình là người bị hại ngươi thật đạp ngựa vô sĩ trần tuyết bị mắng sắc mặt xanh mét khóc lóc âm sầm cầm lấy kem chống nắng ném về phía hắn gào thét sở mặt ngươi nếu là có tiền ta sẽ như vậy sao hả tôi sẽ như vậy sao không có tiền là lỗi của đàn ông các người nhìn nữ nhân nổi điên không nói đạo lý trước mặt, trong lòng sở mặt một mảnh bi thương cùng tự dễu. Chính mình trước kia, thật đạp ngựa mắt mù. Lúc này hắn đối với bản thân thống hận, thậm chí vượt qua đối với trần tuyết. Hắn mặc cho kem chống nắng đập vào đầu, không tránh không né, tự như đang trừng phạt chính mình. Cút đi. Sở mặt nhẹ giọng gầm nhẹ, máu tươi theo gương mặt anh Tuấn của hắn chảy xuống, hắn lại không cảm thấy đau chút nào. Hắn thề, về sau chính mình còn như vậy si tình một lòng chính là chó đời này hắn nhất định phải cố gắng sống để cho nàng trèo cao không nổi phanh sở mặt lần nữa mở ra một chai bia đây đã là đêm nay chi thứ năm buổi tối phố ẩm thực nhân khí tràn đầy bên cạnh làm ăn thịt dê nướng nướng lại càng phát đạt nhưng nội tâm hắn lại một mảnh quạng cu ẻ các ngươi muốn làm gì một giọng nữ sợ hãi xấu hổ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, thanh thúy dễ nghe. Sở mặt hơi ngẩn đầu. Chỉ thấy phía trước một nam tử đầu nắm, đang cười đùa chen đến một cái bàn khác. Có hai cô gái đang ngồi ở đó và anh chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của một trong số họ. Sống mũi cao thẳng, da trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kỳ cục. Nhất là cái kia tinh khiết linh hoạt kỳ ảo khí chất, quả thực tự như hạ phàm tiên nữ. Sở mặt bị kinh diễm. Đây là khuôn mặt đẹp nhất mà hắn từng thấy cho đến nay, không có một trong số đó. Ông chủ quán nướng khuôn mặt tươi cười pha thuốc, cũng thấp giọng nói gì đó với người đàn ông. Cúc, cái này không có ngươi chuyện gì, đừng đạp ngựa mù trộn lẫn, quán này không muốn bày sao. Đầu nắm trống giận một tiếng. Cầm lấy chai bia trên bàn, tiêu sái ném mạnh về phía trước. Ba. Bình rượu nổ vang bên người sở mặt, rượu và mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp người hắn sở mặt nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt lạnh dần. Vốn là loại chuyện này, chỉ cần nắm nói lời xin lỗi, kỳ thật cũng không có gì. Nhưng đối phương chẳng những không nói một câu, còn khiêu khích đi tới trước mặt hắn, trang bức phạm mười phần trừng mắt hét lớn. Ngươi đạp ngựa nhìn cái gì, có phải trong lòng có ý nghĩ? Mấy đồng bọn bên cạnh hắn nhìn thấy, tất cả đều không kiên nể gì cười vang không ngừng. Sở mặt không trên một tiếng. Cầm chai bia trên bàn lên, hung hăng đập vào đầu nắm. Hắn không thích xen vào việc của người khác, cũng không nghĩ tới muốn biểu hiện trước mặt mỹ nữ. Nhưng hắn từ nhỏ đã không chịu nổi uất ức. Ba, Chai rượu vỡ vụn, máu tươi đầm đìa. Đầu nắm vẻ mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương dám động thủ. Nhưng mấy người khác phản ứng rất nhanh, cầm chai rượu, ghế lên, đóng giận xông lên. Hỗn chiến kịch liệt sở mặt mặc dù ra tay hung ác nhưng một đánh năm căn bản đánh không lại bang bang liên tục hai bình rượu vỡ nát trên đầu hắn lập tức máu chảy như trúc trên mặt trên quần áo của hắn khắp nơi là máu tươi đỏ tươi tràn diện dọa người khán giả đều sợ ngay người vội vàng đứng dậy tránh né những người đó cũng hơi ngừng lại sở mặt nhân cơ hội này vọt tới quán thịt nướng cầm lấy dao nhỏ hung hăng chém tới đối thủ chết tiệt, ngươi muốn giết người sao? Người nọ trống đau một tiếng, ông vết thương trên cánh tay cuốn quýt lui về phía sau. Ánh mắt mấy người khác đều thay đổi, có kinh ngạc, có phẫn nộ, còn có một tia sợ hãi. Giờ khắc này sở mặt, ánh mắt hung ác mà lạnh lùng, mười phần thô bạo. Hoặc là không động thủ, động thủ sẽ tàn nhẫn, đây là nguyên tắc đánh nhau của hắn. Chúng tôi đã báo cảnh sát, nếu các anh không chạy nhất định sẽ bị bắt mỹ nữ bị quấy rầy kia khuôn mặt xinh đẹp hoảng loạn hướng mấy người hô to tiểu tử ngươi đạp ngựa chờ cho ta hôm nào lão tử nhất định giết chết ngươi đầu nắm ánh mắt phẫn nộ hắn thề nhất định sẽ không buông tha tiểu tử này nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc chỉ có thể tránh người trước sở mặt lắc lắc đầu cũng hướng một phương hướng khác rút lui ai cậu chảy thật nhiều máu chúng tôi đưa cậu đi bệnh viện đi cô gái vội vàng hướng về phía sở mặt la lên, nhưng đối phương căn bản không để ý tới cô. Sở mặt tìm một phòng khám, tùy tiện băng bó rồi trở về nhà. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, đầu hôn mê, ngực nóng bỏng. Trong hoảng hốt, hắn mơ một giấc mộng. Trong mộng hắn, xuất hiện ở một tòa thần bí trong cung điện. Toàn thân cung điện được đúc bằng đồng thau, cổ kính tan thương, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng mà ở phía trước hắn còn hỗn độn chất đóng hơn một trăm cái rương sắt một trong số chúng đã được mở ra và chứa đầy những đồng tiền vàng lấp lánh mẹ kiếp ôi hắn khiếp sợ vỗ vỗ đầu mình lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng nỗi đau rất thật đây không phải là mộng Tráng sở mặt toát mồ hôi lạnh một cổ sợ hãi cực lớn từ nội tâm chợt dâng lên chương hai tán thần uyên bạn đang nghe tại truyện chấm audio lúc này nhìn đống kim tệ mê người kia sở mặt lại cảm thấy tim đập nhanh cùng khủng hoảng bởi vì hắn rất rõ ràng hiện tại chính mình hẳn là nằm ở trong nhà ngủ mới đúng tại sao lại xuất hiện ở đây con ngươi sở mặt co lại thân thể nhìn không được căng thẳng nếu không phải nằm mơ chẳng lẽ là nghĩ đến quỷ sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt so với người chết còn khó coi hơn tim đập như sấm. Là người vô thần của thế kỷ 21, người kế tục ưu tú của chủ nghĩa xã hội. Thứ quỷ thần này, hắn chưa bao giờ tin. Nhưng hiện tại hắn lại kiên định cho rằng, người hẳn là đối với tất cả những điều chưa biết. Bảo trì kính sợ. Hắn chỉ hy vọng, mình gặp được một nữ quỷ thiện lương. A Phi. Là nữ thần. Hắn làm tâm lý kiến thiết thật lâu, mới lấy can đảm la lên. Có có ai không? Toàn bộ thanh đồng đại điện, an tĩnh quỷ dị, không có bất luận kẻ nào trả lời hắn. Nhưng hắn không dám tùy ý đi lại, nơi này luôn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm khó hiểu. Cung điện rất to lớn, chính giữa đứng sừng sững một pho tượng thần màu vàng thật lớn. Bởi vì tượng thần đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ cung phụng chính là thần tiên đường nào. Cũng may hắn phát hiện, nơi này thật lâu không có ai tới. Bụi trên mặt đất dày lắm điều này làm cho hắn hơi thở phào nhẹ nhõm lại nhìn những kim tệ mê người kia tầm tính nhất thời nổi lên biến hóa nếu như không có ai mình có thể lấy đi một chút hay không tùy tiện lấy ra một chút lập tức có thể biến thành người có tiền nội tâm hắn kích động mà thấp thỏm đối mặt với loại cám dỗ này thân là người nghèo hắn căn bản không muốn cự tuyệt hơn một trăm rương kim tệ một rương trọng lượng hắn phỏng chừng ít nhất tại 3 tấn trở lên, đó chính là gần 2 tỷ long quốc tệ A. À. Còn hơn 100 hộp thì sao? Nhưng hắn có thể làm, chỉ là cởi quần. Sau đó hai ống quần trói lại với nhau, bắt đầu trang bị kim tệ. Sau khi đổ đầy ước lượng, lại đổ ra một ít, thắt lưng buộc lại. 30 cân, cũng giá trị ngàn vạn. Hắn không bị lòng tham làm cho choáng váng ở một địa phương xa lạ, dự trữ đầy đủ thể lực là rất quan trọng nếu như không có nguy hiểm, liền lần sau lại trở về lấy, mặc dù không trở về được, những kim tệ này cũng đủ để thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn khoát chéo quần lên vai, kích động đi ra ngoài điện. Lúc đi ngang qua tượng thần màu vàng, còn tò mò lấy tay sờ soạn. Quả nhiên là vàng. Hắn không khỏi âm thầm liếu lưỡi. Cái này. À, đệt. Một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, trong nháy mắt vang vọng cả đại điện khuôn mặt sở mặt tái nhợt vặn vẹo trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh trong nháy mắt hắn đụng tới tượng thần có thứ gì đó trong nháy mắt vọt vào mi tâm của hắn sau đó chính là đau tê tâm liệt phế cũng may thống khổ này chỉ duy trì vài giây liền khôi phục bình tĩnh nhưng hắn còn không kịp may mắn trong đại điện ánh sáng lập tức tối đi làn sóng hát vụ đang từ ngoài cửa điên cùng tràn vào vô cùng vô tận trong nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ cung điện khí tức tử vong âm trầm lạnh như băng làm cho nội tâm hắn không ngừng đập nhanh máu sôi trào kịch liệt linh hồn giống như bị người dùng dao cắt sở mặt trốt cuộc nhìn không được thống khổ gào thét lên thần chí dần dần bắt đầu mơ hồ à hắn cắn mạnh đầu lưỡi thừa dịp một tia tỉnh táo cuối cùng theo bản năng xông ra ngoài điện trong đầu trống rỗng chỉ có một ý niệm còn sót lại đó chính là trốn trốn khỏi nơi này cho đến khi ý thức của hắn hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, sở mặt mới sâu kín tỉnh lại, lại đặt mình trong một tòa nhà gỗ cũ nát. Phòng không lớn, đơn sơ cổ xưa, nhìn đã không ít năm. Hắn không có tâm tư tiếp tục quan sát. Lúc này xương cốt của hắn đang đau đớn khó nhịn, tứ chi mệt mỏi ngay cả nhúc nhích cũng gian nan, đầu trống rỗng phản phất không tồn tại. Mình sắp chết sao? Ngươi tỉnh rồi theo thanh âm vang lên, một lão nhân gầy gò đi tới trước giường hắn. Người tới râu tóc bạc trắng, hình thái già nua, sở mặt cảm thấy đối phương ít nhất có một hai trăm tuổi. Một thân áo dài thô ma, khuôn mặt hồng nhuận hiền lành, ánh mắt sáng chói thâm thúy như ngôi sao, thật sự là tiên phong đạo cốt, khí chất thoát tục. Khủ! Lão nhân gia, đây là đâu? Sở mặt giọng nói yếu ớt, thân thể căn bản không cử động được, chỉ có thể chuyển động mắt nhìn lão giả lão nhân ngồi ở bên giường nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn một luồng khí lưu ấm áp cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn khiến thống khổ của hắn trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều cảm ơn ngài sở mặt vẻ mặt chấn động mộng bức nội tâm nhất lên sóng to gió lớn lão nhân này thủ đoạn thật sự quá thần kỳ quỷ dị đây rốt cuộc là người nào tất cả những gì xảy ra hôm nay đều hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước kia của hắn lão nhân thần sắc tò mò nhìn hắn một cái giải thích nói đây là linh ẩn thôn lúc trước lão hữu phát hiện tán thần uyên có dị động chạy tới biên giới lúc này mới gặp ngươi hôn mê không biết ngươi đến từ đâu vì sao lại xuất hiện ở tán thần uyên tán thần uyên sở mặt vẻ mặt nghi hoặc lão nhân gia ta cũng không biết tán thần uyên là gì ta chỉ nằm mơ sau đó liền xuất hiện trong cung điện cái gì Ngươi đã từng vào cung điện đó? Lão nhân thần sắc đại biến, hai mắt kinh hãi nhìn hắn, phản phất nhìn quái vật bình thường. Tuy rằng không biết đối phương vì sao kinh ngạc như thế, nhưng sở mặt vẫn gian nan gật đầu. Lão giả vẻ mặt kinh nghi bất định. Tuy rằng thần hồn người trẻ tuổi này bị hao tổn nghiêm trọng, đã định trước danh ngạch tử vong. Nhưng đây chính là tán thần nguyên thần cung a. Một vạn năm qua, cũng chỉ có một người sống sót từ bên trong đi ra bây giờ lại muốn thêm một cái sao? Qua hồi lâu, sắc mặt lão nhân mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Nhưng ánh mắt nhìn về phía sở mặt, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái gọi là tán thần nguyên chính là hẻm núi trong phạm vi trăm dặm của cung điện. Truyền thuyết từng có thượng cổ đại thần ngã xuống, vì vậy mới có tên như vậy. Lão giả nhìn hắn, vẻ mặt cảm thán nói. Linh ẩn thôn tòa lạc nơi đây đã gần vạn năm, ngươi chính là người thứ hai từ bên trong còn sống đi ra. Vậy người đầu tiên là ai? Hắn chết rồi sao? Sở mặt hỏi lời này, chỉ là muốn biết mình còn có cứu hay không? Đó là một huyền thoại. Đối với người nọ, lão giả cũng không có nhiều lời, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngươi bị thần ma sát khí ăn mòn, nếu không có kỳ tích phát sinh, chỉ sợ chỉ có vài ngày thời gian có thể sống, ngươi có thể có duyên ngôn gì? Cái gì, chỉ có vài ngày để sống. Sở mặt nhất thời vẻ mặt thất kinh, nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Chính mình kỳ quái ngủ một giấc, tỉnh lại liền muốn chết sao? Đây có thể chỉ là một giấc mơ hay không? Chương 3 Bước vào luyện khí kỳ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sở mặt cho là mình chạy ra ngoài trời, hắn còn nghĩ về sau có thể hay không đem những kim tệ kia mang về. Kết quả có người nói cho hắn biết, Ngươi đạp ngựa suy nghĩ nhiều, qua vài ngày nữa ngươi sẽ chết. Hắn thật sự không cam lòng a, à. không hiểu sao lại đến đây, còn chưa hiểu rõ sẽ chết sao? Lão gia, ta còn có thể cứu sao? Sở mặt vẽ mặt chờ mong nhìn lão nhân, đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn. Lão giả vuốt trâu trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt do dự, cuối cùng mới thở dài nói: Ngược lại có một biện pháp, có lẽ có thể cho ngươi một đường sinh cơ, chẳng qua tỷ lệ phi thường nhỏ hơn nữa quá trình dài đằng đẵng mà thống khổ. Ta nguyện ý thử một lần. Ngữ khí sở mặt vui mừng mà quyết đoán. Bất kỳ đau khổ nào so với sinh mệnh, đều không đáng nhắc tới. Vì một đường sinh cơ của ngươi, trong thôn cần phải trả giá không ít. Cho nên, nếu như ngươi cuối cùng không chết, phải đáp ứng ta một chuyện. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tôi có thể biết đó là chuyện gì không? Sở mặt tò mò hỏi lão giả im lặng nhìn hắn hồi lâu cuối cùng mới từ từ thở dài ta hy vọng có một ngày ngươi có thể cho mọi người ra khỏi cấm địa này tôi ư cho mọi người ra khỏi cấm địa sở mặt vẻ mặt mơ hồ cùng nghi hoặc không sai ngươi lão giả khẳng định gật đầu nhưng đối với những thứ khác cũng không có giải thích thêm ta tuy rằng không biết nên làm như thế nào làm được điểm ấy nhưng nhất định sẽ vì thế mà đem hết toàn lực sở mặt ánh mắt kiên định gật đầu. Về phần như thế nào mới có thể làm được, hắn không hỏi, lão giả cũng không nói. Tất cả điều kiện tiên quyết đều là hắn có thể sống sót, nếu không nói vô dụng. Lão giả ánh mắt phức tạp thở dài nói. Tán thần nguyên sở dĩ làm cho người ta không dám tới gần, toàn bộ là do thần ma sát khí bên trong. Sát khí này là lúc đại năng ngã xuống, nguyên thần bị tâm ma ăn mòn sinh ra. Nói đến thần ma sát khí, trên mặt lão nhân cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi vị tán thần uyên ngã xuống kia cũng không phải là tu sĩ bình thường a à. qua một lúc lão nhân mới tiếp tục nói người tu vi càng cao tiến vào tán thần uyên sẽ chết càng nhanh đã từng có vị cao nhân hợp đạo kỳ muốn xông vào thần cung cuối cùng cách cung điện hai dặm thân tử đạo tiêu a à, tại sao lại như vậy sở mặt rất kinh ngạc hắn mặc dù không biết tu sĩ hợp đạo kỳ lợi hại bao nhiêu, nhưng không phải tu vi càng cao, năng lực bảo vệ tính mạng càng mạnh sao? Thần ma sát khí ăn mòn chính là tu sĩ thần hồn, tu vi càng cao, thần hồn lực càng mạnh, bị ô nhiễm ngược lại càng nghiêm trọng. lão giả vẻ mặt chua xót nói: bởi vậy ở tán thần nguyên, ngược lại người bình thường có thể đi xa hơn. nhớ tới quá khứ, hắn không khỏi nội tâm trầm trọng những kinh nghiệm này tất cả đều là tiền nhân dùng vô số sinh mệnh đổi lấy A. À. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, lại cảm thán nói. Ngươi nhiễm sát khí gấp 10 lần người bình thường, ngay cả lão hủ cũng không nghĩ ra, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn chưa chết. Sở mặt vẻ mặt không nói gì, chính mình không chết, chẳng lẽ ngài còn rất thất vọng. Nhưng hắn không dám nói. Lão nhân không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Này sát khí chỉ cần không trừ tận gốc, sẽ vẫn tăng cường, thẳng đến ngươi thần hồn câu diệt muốn sống ngươi chỉ có một lựa chọn đó chính là trở thành tu chân giả tăng tu vi luyện hóa nó nếu không chỉ có chết sắc mặt lão nhân trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có nghiêm túc nói cái này phi thường khó ngươi chẳng những mỗi lần đêm trăng tròn đều trải qua sát khí phát tác tra tấn hơn nữa phải nhanh chóng tăng lên tu vi một khi tốc độ tu luyện theo không kịp sát khí tăng trưởng ngươi cũng sẽ chết sở mặt ánh mắt kiên nghị chỉ cần còn có một đường sinh cơ hắn sẽ vì thế đem hết toàn lực bởi vì không cố gắng là muốn chết người lão nhân gia muốn luyện hóa nó ta cần phải làm như thế nào lão giả âm thầm gật đầu trong mắt không khỏi lộ ra một tia thưởng thức người bình thường nghe nói như thế đã sớm thất hồn lạc phách sinh lòng tuyệt vọng nhưng người trẻ tuổi này nghĩ đến đầu tiên lại là đối mặt như thế nào điều này rất tốt tu chân, vốn là hành trình nghịch thiên cải mệnh. Nếu như không có quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, căn bản không có khả năng đi xa. Từ giờ trở đi, ta truyền cho ngươi phương pháp tu chân, về phần sát khí, chỉ có thể dùng linh dược tạm thời kéo dài một tháng. Mà ngươi muốn trong vòng một tháng bước vào luyện khí kỳ, trong vòng năm năm tu luyện tới kim đan kỳ, mười năm nhập nguyên anh. Nếu không, hẳn phải chết. Lão giả thần sắc phức tạp, muốn làm được điểm này, hy vọng cỡ nào nhỏ bé sở mặt nhiễm sát khí thật sự quá nhiều lưu lại cho hắn thời gian tu luyện thậm chí không bằng thường nhân một phần mười nhưng mặc dù thời gian của người khác gấp mười lần hắn mấy ngàn năm qua cũng không ai có thể làm được độ khó trong đó có thể tưởng tượng được lão giả thở dài một tiếng hắn cũng chỉ là đang đánh cược một tia hy vọng mà thôi bởi vì đối phương là người thứ hai còn sống từ cung điện đi ra hắn muốn đại biểu mấy ngàn thôn dân linh ẩn thôn, liều một cơ hội sống sót. Lão giả không suy nghĩ nữa, quyết đoán chỉ điểm lên trán hắn. Sở mặt chỉ cảm thấy đầu hơi chấn động, một thiên pháp quyết trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Công pháp tên là Luyện Thiên Quyết Tổng cộng 12 đại cảnh giới, mỗi cảnh lại phân ra trên dưới tam phẩm. Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Phản Hư Kỳ. Đây là công pháp tu tiên trong truyền thuyết. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng vô hình nâng hắn lên. Đừng nghĩ lung tung, ngưng thần tĩnh khí, dựa theo công pháp trong đầu tu luyện. Thanh âm của lão giả, phản phất có một cổ ma lực yên tĩnh tâm thần. Để cho tâm tình kích động hưng phấn của hắn, chậm rãi an tĩnh lại. Sở mặt cố gắng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, lỗ chân lông toàn thân hắn hơi giãn ra, thống khổ trên người cũng giảm bớt. Mười ngày sau đó, hắn uống vô số thiên tài địa bảo, tinh huyết yêu thú, linh dược. Thương thế rốt cục dần dần ổn định. Ngày mười lăm. Không khí xung quanh anh ta bắt đầu tự động không có gió và từ từ hội tụ về phía cơ thể anh ta. Lão nhân vẫn theo dõi chặt chẽ hắn, không khỏi sững sờ ngẩn người, sau đó kích động lẩm bẩm. Linh khí nhập thể nhanh như vậy liền luyện khí kỳ hạ phẩm. Rất tốt, có hy vọng. Lão nhân thần sắc phấn chấn, đối với hắn chờ mong lại nhiều hơn vài phần, vội vàng đi chuẩn bị linh dược. Sở mặt vẫn nhắm mắt lại, ý thức lại giống như xúc tu, không ngừng kéo dài. Những đốm sáng nhỏ trong không khí hân hoang là linh khí cần thiết để tu luyện. Cảnh tượng bốn phía, rõ ràng vô cùng chiếu vào trong đầu hắn, phản phất tận mắt nhìn thấy loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hắn thí nghiệm một chút, ý niệm của hắn dò xét khoảng cách, ước chừng có ba bốn mươi thước xa. Ngũ giác trở nên nhạy bén hơn, trên người tràn ngập lực lượng khủng bố như nổ tung. Chấn động nhất chính là Hắn vậy mà ở trong đầu mình, nhìn đến một phòng ba chân thanh đồng tiểu đỉnh. Chương 4 Đỉnh nhỏ đồng thau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên đỉnh đồng cổ kính tang thương, khắc đầy phù văn thần bí, trong đỉnh lại là một mảnh hỗn độn, thầm thúy u ám phản phất như vũ trụ hư vô. Mà ở bên kia đỉnh đồng, còn phiêu đãng một đoàn hắc vụ đen kịt như mực. Sở mặt không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết, đoàn hắc vụ kia chỉ sợ chính là thần ma sát khí. Nhưng thanh đồng đỉnh lại là tình huống gì? Không lâu nữa đâu. Lão giả đi rồi trả lại. Bất quá ở trên tay hắn, đã nhiều hơn một chén linh khí bốn phía than dược thấy ông già đẩy cửa bước vào sở mặt vội vàng đứng dậy xuống giường quỳ trên mặt đất hướng lão nhân cung kính dập đầu ba cái sắc mặt thành khẩn mà túc mục đại ân đại đức của sư phụ đồ nhi cả đời này đều ghi nhớ trong lòng lão nhân tuy rằng không yêu cầu hắn bái sư nhưng ân cứu mạng truyền đạo lại là so với trời còn cao hơn hắn cho rằng dập đầu bái sư là chuyện thiên kinh địa nghĩa thấy hắn quỳ xuống lão giả nhịn không được thần sắc cảm khái nhưng cũng không có né tránh hiển nhiên đã nhận hắn đồ đệ này thần linh thảo này là linh dược độc hữu nơi đây đối với người rất có lợi uống đi sở mặt vội vàng làm theo lúc này ánh mắt lão nhân nhìn về phía hắn trở nên càng thêm hiện lành cùng vui mừng vì sư biết ngươi đối với phương thế giới này rất là tò mò cũng khẳng định muốn biết còn có thể hay không trở về đi sư phụ con thật sự có thể trở về sao? Sở mặt vẻ mặt kinh hỉ, vấn đề này hắn nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng vẫn không hỏi. Lúc trước sư phụ cứu hắn, đã từng có ước định, phải đáp ứng hắn một chuyện. Theo sở mặt nghĩ đến, mặc kệ có thể hay không trở về, tại chuyện kia không làm được trước, nhất định là đi không được. Không thể tưởng được, sư phụ hôm nay lại chủ động đề cập tới, hắn có thể nào không kinh hỉ? Muốn trở về rất dễ dàng lão nhân chỉ vào tảng đá màu lam đeo trên cổ hắn hơi cảm khái nói ngươi đã bị xuyên giới trận bàn nhận chủ mặc dù nó còn chưa chính thức khôi phục nhưng năng lượng còn lại đủ để mang ngươi trở lại nơi ban đầu sở mặt vẻ mặt khiếp sợ tảng đá này là hắn khi còn bé từ da da trong ngăn tủ lấy ra nghe nói nhặt từ côn lôn sơn hắn nhìn xinh đẹp vẫn đeo đến bây giờ không thể tưởng được mình đến đây dĩ nhiên là nhờ hắn ban tặng thật đúng là không có chỗ nói lý lẽ chờ hắn hơi bình tĩnh một chút lão nhân tiếp tục nói trong tán thần nguyên linh ẩn thôn là thôn xóm duy nhất cuộc sống ở đây đã gần vạn năm lấy tán thần nguyên làm trung tâm phạm vi ngàn dặm đều bị tù thiên đại trận bao phủ mỗi vạn năm mở ra một lần trong lúc đó người ngoài không thể tiến vào sở mặt nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn không được tò mò hỏi sư phụ linh ẩn thôn là lần trước mở ra lúc bị nhốt ở chỗ này sao nói là buồn ngủ kỳ thật cũng không chính xác bất quá đúng là khi đó ở lại đây đối với đề tài này lão nhân cũng không nhiều lời lại tiếp tục nói bên ngoài cấm địa gọi là côn lôn giới nghe nói có rất nhiều tu chân chi sĩ cũng có rất nhiều người bình thường vi sư chưa từng đi ra ngoài cũng không rõ tình huống chân thật bên ngoài sở mặt nghe chính là vẻ mặt thán phục chính mình dĩ nhiên là xuyên qua đến tu chân giả thế giới cũng không biết côn lôn giới này cùng côn lôn sơn trên địa cầu có quan hệ hay không bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều hẳn chỉ là tên trùng hợp mà thôi dù sao một cái là thế giới một cái chỉ là dãy núi lớn một chút hai cái hoàn toàn không phải cùng một khái niệm sở mặt cũng là lúc này mới biết được nguyên lai sư phụ tên là tần phá thiên về phần những thứ khác cũng không có nhiều lời không biết vì sao sư phụ đối với tình huống trong cơ thể hắn tất cả đều rõ ràng nhưng duy chỉ có đối với thanh đồng tiểu đỉnh kia lại không hề phát hiện sở mặt suy nghĩ nhiều lần cuối cùng vẫn không nói ra hắn tuy rằng không biết đó là bảo vật gì nhưng mơ hồ cảm thấy mình có thể sống sót đi ra cung điện khẳng định cùng nó có quan hệ hiện giờ ngay cả sư phụ cũng không nhận ra sự tồn tại của nó có thể thấy được nó có bao nhiêu bất phàm ở to lớn lợi ích trước mặt thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù hắn sẽ không lấy mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm khảo nghiệm nhân tính tán gẫu xong lão nhân lúc này mới chuyển sang chính đề lần nữa hiện tại thần hồn của ngươi quá yếu đừng cố gắng luyện hóa sát khí nếu không chắc chắn phải chết ngươi duy nhất phải làm chính là chống đỡ qua mỗi tháng một lần sát khí bộc phát để cho mình sống được lâu một chút nhớ kỹ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng. Tiếp tục tu luyện đi, còn có bảy ngày, đem nghênh đón ngươi lần thứ nhất sinh tử khảo nghiệm. Vâng, sư phụ. Sở mặt thần sắc kiên định gật gật đầu, sau đó khoanh chân mà ngồi, tiến vào trong tu luyện. Bảy ngày sau. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang vọng cả sơn cốc. Vô số thôn dân quần áo mộc mạc, nghi hoặc nhìn về phía sườn núi chỗ kia tòa nhà gỗ. Bất quá đó là chỗ ở của lão tổ, không ai dám tùy ý đi lên xem xét tần phá thiên an tỉnh canh giữ ở ngoài cửa hoàn toàn không có ý nhúng tay loại chuyện này không ai có thể giúp hắn hơn mười phút sau sở mặt còn đang bi thảm gào thét chẳng qua thanh âm sớm khàn khàn trầm thấp trên mặt hắn tái nhợt không máu gân xanh trên trán trên cổ giống như dung vặn vẹo bạo khởi khủng bố dọa người môi bị cắn loang lỗ vết máu cơ bắp cả người run rẩy kịch liệt không thể khống chế. Thống khổ sống sau sống sau, sống sau mạnh hơn sống trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn hy vọng mình có thể đau ngất đi, đáng tiếc nhất định là hy vọng xa vời. Mỗi khi hắn sắp ngất, trong đầu luôn truyền đến một cổ khí tức mát mẻ, để cho hắn bảo trì thanh tĩnh. Giờ khắc này, trong lòng hắn đã sớm mắng tổ tông 18 đời của tiểu đỉnh một lần. Tuy rằng hắn cũng không biết, tiểu đỉnh rốt cuộc có tổ tông hay không nửa ngày sau. Tra tấn vẫn tiếp tục. Sở mặt sắp chịu không nổi, ý thức đã lâm vào sụp đổ biên giới, phản phất một giây sau, đầu sẽ hoàn toàn nổ tung. Thân thể hắn lung lay sắp đổ, miệng khô nứt há ra, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên mặt đất chung quanh, ướt sủng tất cả đều là mồ hôi. Lúc này, hắn cũng không có phát hiện. Đồng thau đỉnh trong đầu mình, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 5 thiên niên huyết sâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Lần nữa ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mỹ nữ mời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hoàng gia ngõ hẹp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Bị đụng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Tiệm thuốc gặp mỹ người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.